nhạy cảm và chấp thời cơ nhanh. Thời gian đếm ngược đã hết và bây giờ thì trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã được bắt đầu. Ở trong hiệp đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Khó khăn tất nhiên rồi, đối đầu với một đội bóng đã từng vào tới vòng 1/8 của World Cup vừa qua và thiếu chút nữa đánh bại được đội tuyển Bỉ là một thách thức thực sự lớn. Nhưng đây là một trải nghiệm tuyệt vời và chúng ta vẫn nhớ trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì được sự tập trung và có được sự bùng nổ. Đội bạn đang pressing với những cầu thủ sẵn sàng đeo bám các cầu thủ phòng ngự của chúng ta. Khả năng chơi áp sát và pressing là một trong những điều Nhật Bản làm tốt nhất tại giải năm nay. Những cầu thủ xuất sắc, những cầu thủ tấn công dấu ý tưởng của Ả Rập Xê Út đã không thể làm gì nổi trước một lối chơi chặt chẽ như vậy của các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản. Vừa rồi là một tình huống phất bóng dài lên của Trọng Hoàng, nó vừa là một tình huống giải nguy thoát pressing, vừa lại tạo ra cơ hội cho các cầu thủ ở phía trên. Và các cầu thủ của chúng ta khi cần cũng sẽ sẵn sàng tạo ra áp lực với những cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo xanh. Đường truyền của Tomiyasu. Năm 1981, chính xác là vào ngày 8 tháng 3 năm 1981 thì chàng tiền vệ Park Hang-seo khi đó 24 tuổi có trận đấu hiếm hoi trong áo đội tuyển quốc gia và ông đã cùng với cao thủ Hàn Quốc giành thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu giao hữu. Chính xác thì đó là trận đấu đầu tiên và cũng là duy nhất của Park Hang-seo cùng với đội tuyển quốc gia. Và thật tuyệt vời khi đó là một trận đấu mà ông đã cùng với các đồng đội đánh bại đội tuyển Nhật Bản. Những pha phối hợp nhịp nhàng của đội tuyển Việt Nam, nỗ lực của Công Phượng và Quang Hải. Quang Hải đang gây áp lực. Một tình huống mà Quế Ngọc Hải đã tranh chấp quyết liệt với Kitagawa. Huấn luyện viên Moriyasu từng là trợ lý của huấn luyện viên Nishino ở World Cup vừa rồi. Còn Moriyasu cũng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Olympic Nhật Bản tại ASEAN vừa qua. Hồng Dũng, Trọng Hoàng, Công Phượng. Phía trong là Phạm Văn Đức và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống mà Yoshida đã không thể ngăn cản được Công Phượng và chấp nhận phải đối mặt với một tình huống đá phạt góc. Đó cũng là mềm mại của Công Phượng. Đó cũng là một tình huống phối hợp nhóm tốt của đội tuyển Việt Nam. Điều mà các cầu thủ Ả Rập Xê Út hiếm khi làm được ở trong trận đấu trước. Với những pha phối hợp và di chuyển như vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ được sự áp sát của các cầu thủ Nhật Bản để mở ra một tình huống tấn công nguy hiểm. Màu rực đỏ trên khán đài và hy vọng các cổ động viên chúng ta sẽ tiếp lửa cho Quang Hải và các đồng đội ở trận đấu này. Và trong tình huống này, Phạm Văn Đức khá hay. Phạm Văn Đức thêm một quả đá phạt góc nữa. Minamino phải lùi về rất sâu để tham gia phòng ngự. Vẫn là Quang Hải sẽ thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển Việt Nam. Lần này sẽ là một tình huống chơi bóng vào trong. Tiếp tục là một cú phá bóng của Takumi Minamino. Ở trận đấu với đội tuyển Jordani thì khi đang có sự hứng phấn cao, thậm chí Công Phượng còn đi tìm vận may cho mình ở một quả đá phạt góc. Và nếu như hậu vệ đội bạn không giữ đúng cự ly và vị trí thì thậm chí Công Phượng đã làm nên điều kỳ diệu. Ở nước chân của Trọng Hoàng. Ở một trận đấu như thế này thì việc chúng ta tạo ra những áp lực nhất định về phía khung thành của đối phương là rất cần thiết. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải tính tới những tình huống mà chúng ta phải chuyển trạng thái nhanh
để kịp thời có số đông đủ lên vào sân nhà khi mà Nhật Bản rất lợi hại trong những pha lên bóng ở tốc độ cao. Các trung vệ của chúng ta, đặc biệt là Quế Ngọc Hải, liên tục áp sát. Đó là một trong những tình huống điển hình của đội tuyển Nhật Bản tại giải năm nay. Những tình huống chọc khe lên rất nhanh dành cho các cầu thủ để họ di chuyển. Người vừa chuyền bóng là Shibasaki. Haraguchi đã từng có một pha ghi bàn khó quên vào lưới đội tuyển Bỉ. Một cú đá vào góc xa rất hay. Và chạm bóng khéo léo của Quang Hải. Quyền đá biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Có một tín hiệu tích cực là trong khoảng 5 phút vừa rồi thì các cầu thủ trên hàng công của chúng ta đã có được những tình huống phối hợp tốt. Nhìn qua những pha bóng vừa rồi cũng có thể thấy là hàng phòng ngự Nhật Bản với trung vệ dày dặn kinh nghiệm Maya Yoshida thi đấu rất kỷ luật. Đường chuyền của Haraguchi. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Sakai đã trải qua rất nhiều những trận đấu quan trọng, đấu trường lớn. Và hôm nay thì Sakai có thể sẽ thường xuyên đối đầu với Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức. Những chạm đầu cần thiết. Đoàn Văn Hậu áp sát ngay Phan Văn Đức. Vẫn là Phan Văn Đức. Rất hợp lý. Quang Hải chính xác. Châu Hoàng phía trong là Hùng Dũng. Châu Hoàng cự ly đội hình của đội tuyển Nhật Bản là tương đối hợp lý nên vừa rồi Trọng Hoàng đã không có được khoảng trống. Pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải, và tôi cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi cần thiết. Trong những tình huống mà đội tuyển Nhật Bản tổ chức lên bóng thì Quế Ngọc Hải có xu hướng dâng cao và áp sát rất nhanh vào người đứng ở đỉnh chóp trong hệ thống đội hình của đội tuyển Nhật Bản. Đó thường là Takumi Minamino. Chắc chắn là với khả năng chuyền bóng tốt của các cầu thủ Nhật Bản thì đội tuyển Việt Nam muốn ngăn chặn từ xa. Thêm một tình huống phòng ngự hợp lý nữa. Đó là khi chúng ta bóng lót cho nhau rất hay và người hỗ trợ là Huy Hùng. Việc phòng ngự từ xa là rất quan trọng ở trong trận đấu ngày hôm nay, bởi có đến 6 trên 7 bàn thắng mà đội tuyển Nhật Bản ghi được tại giải năm nay đến từ những tình huống mà họ dứt điểm ở trong khu vực 16m50. Một cuộc hội ngộ rất thú vị giữa huấn luyện Park Hang-seo và huấn luyện Moriyasu, những người đã từng đối đầu với nhau tại ASEAN. Và đây cũng là trận đấu rất thú vị giữa hai đội bóng đã từng vượt qua vòng đấu bảng nhờ chỉ số fair play. Nhật Bản là đội đầu tiên và cũng là duy nhất ở một kỳ World Cup vượt qua đối phương nhờ chỉ số fair play. Họ đã thắng Senegal nhờ chỉ số này. Ở Việt Nam của chúng ta cũng là đội đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến lúc này vượt qua vòng đấu bảng nhờ chỉ số fair play trong cuộc đối đầu với Liban. Đây là Shibasaki. Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Những tình huống áo xanh liên tục với số đông người của các thủ áo xanh. Chúng ta có thể thấy là khác hẳn những đối thủ trước đây. Tốc độ trong những tình huống áp sát của các cầu thủ Nhật Bản nhanh hơn hẳn. Nó không chỉ đơn thuần ở yếu tố sức mạnh. Có cảm giác như đội tuyển Nhật Bản đang rất muốn tạo ra một
sự khởi đầu hoàn hảo. Nhưng ít nhất thì đến lúc này chúng ta vẫn đang trụ vững. Đúng là khả năng áp sát trong khoảng cách chừng 30-40 mét đến với khung thành của Đặng Văn Lâm từ phía cao thủ áo đỏ đang là một cách làm hiệu quả để ngăn chặn những pha phối hợp ở tốc độ cao của cao thủ áo xanh. Và đó là khi mà Hùng Dũng và Huy Hùng sẽ thường xuyên phải tham gia vào những tình huống phòng ngự. Đây có lẽ cũng là một trận đấu mà Trọng Hoàng cũng như Đoàn Văn Hậu không có nhiều thời gian dâng cao. Chúng ta đang có những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt là cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Hùng Dũng. Phía bên cánh phải là Trọng Hoàng và bên cánh trái là Đoàn Văn Hậu. Huấn luyện viên của Hiroki Sakai rất tốt. Vừa rồi là một ý đồ xâm nhập táo bạo của Minamino, nhưng hai trung vệ của chúng ta đã kịp thời ngăn cản thành công. Một cú cắt bóng đúng vị trí của Phan Văn Đức. Nagatomo. Yoshida. Shibasaki. Bình tĩnh nữa trong pha xử lý của Quế Ngọc Hải. Nhật Bản đang tập trung rất đông người ở bên phía phần sân của đội tuyển Việt Nam. Nagatomo. Khả năng chuyền bóng và phối hợp nhóm luôn là một điểm mạnh truyền thống của đội tuyển Nhật Bản. Là lý do mà đội bóng này luôn có những tiền vệ xuất sắc trong lịch sử như là Nakata, như là Nakamura hay Keisuke Honda, chứ không phải là những trung phong giống như đội tuyển Hàn Quốc, một đội bóng mạnh khác tại khu vực châu Á. Quả đi bóng ở cánh trái. Phan Văn Đức. Hợp lý. Sự áp sát của cầu thủ áo xanh thực sự là đáng ngợp. Và đến nay chúng ta vẫn đang tạo ra được sự bình tĩnh cần thiết. Đội bóng đã từng 4 lần vô địch Asian Cup chỉ có những tỷ lệ kiểm soát bóng khiêm tốn. Đang muốn tạo ra một hình ảnh khác ngày mai. Pha chạm bóng của Tiến Dũng. Cao Phương. Cao Phương bất tốc. Vẫn là Cao Phương. Vẫn là Cao Phương. Cao Phương. Cú đá. Vẫn là một pha xử lý quen thuộc của Công Phượng. Và trong một trận đấu như thế này thì những pha lên bóng nhanh, sự quyết tâm cũng như khả năng xử lý cá nhân tốt của Công Phượng là rất cần thiết. Dù không tạo ra một cú dứt điểm đi đúng khung thành đối phương, nhưng Công Phượng xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay và một loạt những pha xử lý tốt như vừa rồi. Những pha xử lý đó có thể chưa mang lại hiệu quả ngay, nhưng nó cũng sẽ làm cho phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản không thể quá mạo hiểm đẩy cao đội hình mà vẫn phải dành cho số 10 của chúng ta một sự chăm sóc cần thiết. Và các bóng của Duy Mạnh, đường chuyền của Quang Hải, vẫn là Công Phượng. Công Phượng rất bình tĩnh. Quang Hải. Quang Hải đang chờ đồng đội di chuyển. Đây là Văn Hậu. Huy Hùng phải rất cố gắng như Trọng Hoàng mới cứu được tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn trong cuộc trong tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Dường như là huấn luyện viên Park Hang-seo đang muốn Công Phượng phát huy
tốc độ và khả năng dẫn bóng của mình khi đối mặt với những hàng phòng ngự dù rất kinh nghiệm và chắc chắn, nhưng không phải là không có những sự chậm chạp với độ tuổi của mình. Và Công Phương có vẻ như đang phát huy điều đó với sự lắt léo mà anh tạo ra dành cho Maya Yoshida. Quá hay! Không ai có lỗi biệt vị. Nhưng thật tiếc là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Khi mà cầu thủ của chúng ta có bóng trong tình huống này đó là Công Phượng thì trọng tài biên không hề phất cờ. Nhưng đúng là trong tình huống này thì Công Phượng đã rơi vào thế việt vị. Vâng, và Công Phượng ra dấu rằng anh không nghe thấy tiếng còi của trọng tài. Sư Đoàn không khó khăn đối với Đặng Văn Lâm, nhưng đó là một tình huống mà thực sự Nhật Bản cho thấy họ có những phương án truyền bóng tạo ra nhiều bất ngờ. Đó là một pha truyền bóng tương đối táo bạo của cầu thủ áo số 21 đội tuyển áo xanh. Đoàn Văn Hậu rất hay, một tình huống bẻ cổ chân tốt. Tiếp tục là Công Phượng đang là cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình của chúng ta và cũng đã đang gây ra nhiều khó khăn cho các trung vệ của đội tuyển Nhật Bản. Đây đang là một thế trận mà hai đội đang cố gắng chơi chắc chắn và cố gắng tìm kiếm thời cơ từ những pha bóng bất ngờ lên phía trên cho những mũi nhọn trên hàng công. Đội bóng của chúng ta không có quá đông cầu thủ bên phần sân của đội tuyển Nhật Bản, nhưng cho đến lúc này khả năng gây áp lực của các cầu thủ áo đỏ là tương đối tốt. Masaki Yoshida. Một quả đá phạt dành cho đội tuyển Nhật Bản sau tình huống tranh chấp giữa Đoàn Văn Hậu với Đức Sư Đoàn. Đội tuyển Nhật Bản đã có rất nhiều những pha bóng triển khai như vậy, hàng loạt những đường chuyền và bất thần là một tình huống đi bóng nhanh lên phía trên. Đó có vẻ như là một quyết định nặng tay của trọng tài Hassan. Luis Duran mới là người cố tình lao vào Đoàn Văn Hậu trong tình huống vừa rồi. Dù vậy thì chúng ta sẽ vẫn phải hết sức tập trung trong một tình huống cố định. Những bàn thua từ những tình huống cố định là điều bóng như Park Hang-seo đã rất cố gắng để khắc phục. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Nhật Bản cũng rất mạnh trong những tình huống bóng chết. Người ta thống kê là từ Asian Cup 2007 đến nay thì Nhật Bản đã từng ghi tới 14 bàn thắng từ những tình huống cố định. Họ là đội bóng tận dụng hiệu quả thứ hai trong những pha bóng như vậy, chỉ sau Iran. Đội đã có 15 bàn thắng từ những tình huống tương tự. Cho đến thời điểm này thì cao thủ chúng ta đang có một tâm lý thi đấu vững vàng và một trận đấu cân bằng với đội tuyển Nhật Bản. Đối thủ chưa thể có một cơ hội nào. Pha áp sát của Phan Văn Đức. Tiếp tục là một sự quyết liệt khác. Đó là sự quyết liệt đến từ Huy Hùng. Okay.
trung lộ đang là điều mà ban huấn luyện nhắc nhở các cầu thủ cần phải đặc biệt chú ý. Và tôi cũng nghe thấy ông Lưu Đình Tuấn nói rằng Bùi Tiến Dũng phải tập trung ở phía sau trong những tình huống thoát xuống nhanh sau những đường truyền vượt tuyến của các cầu thủ áo xanh. Trước đó thì Rich Thuram đã từng thử một pha tấn công như vậy với cú truyền bóng nhanh cho tiền đạo Minamino. Nagatomo. Một đường bóng dài của Yoshida. Đoàn Văn Hậu xử lý bình tĩnh. Hồng Dũng. Duy Mạnh. Rất tốt. Bùi Tiến Dũng. Có thể thấy rằng các cầu thủ chúng ta không bị cuống khi đối thủ áp sát liên tục. Trong thậm chí chúng ta tự tin với những pha phối hợp trong một phạm vi rất hẹp như vừa rồi. Một thế trận phòng ngự khu vực đang được các cầu thủ của chúng ta thực hiện cho đến lúc này là tốt. Và cho đến lúc này phải nói rằng chúng ta chuyển trạng thái cũng rất nhanh và hợp lý. Với một thế trận khi tấn công cũng có đủ quân số và khi đội bạn có bóng thì các cầu thủ đi về cũng rất kịp thời. Mà cao trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm được cho đến thời điểm này là không cho đội bạn đưa bóng đến gần với khu vực 16m50. Một khoảng cách mà đội tuyển Nhật Bản thường làm rất tốt với những pha phối hợp nhanh và bất ngờ. Chúng ta không để cho đội bạn có những tình huống tấn công biên. Khá nhiều bàn thắng tại giải đấu lần này của đội bóng xanh đến từ những pha tấn công biên. Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, đường truyền dài quen thuộc, đó là Văn Hậu. Tuyệt vời, đó là Duy Mạnh. Và cản phá xuất sắc của trung vệ Mao số 2. Đó lại là một tình huống triển khai nhanh và liên tục là những đường bóng chọc khe của các cầu thủ Nhật Bản. Nhưng Duy Mạnh xứng đáng khen ngợi với một pha xoạc bóng đúng lúc. Đây cũng là một tình huống mà chúng ta phải hết sức đề phòng. Bàn thắng duy nhất của đội tuyển Nhật Bản vào lưới Ả Rập Xê Út đến từ một tình huống đá phạt góc. Đây là đối thủ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tình huống ghi bàn của trung vệ Maya Yoshida. Một thế mạnh của đội tuyển Nhật Bản đã được họ phát huy và có vẻ như là trong tình huống rồi thì các cầu thủ của chúng ta đã không thật sự quyết liệt khi áp sát đối phương. Tình huống phối hợp đá phạt góc bài bản của các cầu thủ Nhật Bản. Tình huống mà cảm giác như Yoshida đã ghi bàn bằng vai. Vẫn là một lối chơi thực dụng. Trước Ả Rập Xê Út thì trung vệ Tomiyasu ghi bàn trong một tình huống phạt góc. Hôm nay thì đến một trung vệ khác, Yoshida Maya. Đó đều là những người có chiều cao tốt.
Và chúng ta hãy cùng chờ đợi công nghệ VAR. Một trận đấu lịch sử của Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên sử dụng công nghệ VAR và hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Hassan. Công nghệ VAR khiến các cổ động viên phải chờ đợi. Bóng dường như đã chạm tay của Maya Yoshida sau khi cầu thủ này có được cú đánh đầu. Và bây giờ thì chúng ta cùng hy vọng về một quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu. Ông Hassan, quyết định của ông là gì đây? Không có bàn thắng. Bóng đã chạm tay, đó là xác định của ông Hassan. Cảm ơn bà. Công nghệ VAR đã được áp dụng lần đầu tiên tại vòng tứ kết và nó đã được áp dụng một cách kịp thời để mang đến những hy vọng và bây giờ là điều ngọt ngào dành cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn VAR và sự chính xác của các trọng tài. Đúng rồi, góc máy này thì đã cho thấy rõ ràng là bóng đã chạm vào cánh tay của Yoshida. Góc máy vừa rồi là rõ ràng nhất. Đó là một quyết định mang đến sự công bằng trong bóng đá. No goal, handball. Không có bàn thắng vì đã để bóng chạm tay. Đó là sự tuyệt vời của VAR, nhưng đó cũng là pha bóng cho thấy Nhật Bản rất đáng gờm trong những tình huống cố định. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được sự tập trung trở lại sau khi đã không phải nhận bàn thua trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà chúng ta thở hắt ra. Nhưng bây giờ thì đội tuyển Nhật Bản đang cố gắng để tạo ra sức ép. Hoan hô Đoàn Văn Hậu mang cả thân người để ngăn chặn pha đi bóng của Rich Doan. Cơ hội phản công. Công Phượng. Cú lắc hồng tuyệt vời của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida. Công Phượng. Thật tuyệt vời cho pha đi bóng của số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Phượng trong một màn solo ngẫu hứng mà Công Phượng nhảy múa với trái bóng và biến tất cả các cầu thủ Nhật Bản dường như là khán giả bất đắc dĩ để chứng kiến pha đi bóng tuyệt vời của mình. Một tình huống mà huấn luyện viên Moriyasu cũng phải tạo ra một sự khích lệ cho các hậu vệ vì họ đã thực sự để cho Công Phượng qua mặt. Đường truyền của Công Phượng cho Hùng Dũng. Công Phượng vẫn có thể tiếp tục đi bóng như những tình huống vừa rồi, bởi từ đầu trận đấu thì những pha bóng như vậy của Công Phượng quả thực là rất ấn tượng và đang được phát huy hiệu quả. Một cầu thủ của chúng ta đang bị đau và phải nằm sân, đó là Bùi Tiến Dũng. Cú đá là rất mạnh của Rich Doan. Bùi Tiến Dũng cũng đúng vị trí để ngăn chặn một cú sút có lực căng và hướng bóng về thẳng khung thành của Đặng Văn Lâm. Không chỉ Bùi Tiến Dũng mà nhiều cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam cũng sẵn sàng lăn xả để ngăn cản những ý định dứt điểm của đối phương. Bây giờ lại là một tình huống đá phạt góc nữa. Đội bạn thay đổi cách đá. Rất khó chịu và hoan hô Đặng Văn Lâm. Phản xạ tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Thêm một pha đánh đầu nữa. Khó khăn đang tạm thời qua đi. Đó đã là những tình huống bóng bổng, nhưng ngay lập tức chúng ta đã có một người hùng. Sự game đang lớn dần hơn cùng với thời gian từ phía các chân sút áo xanh. Áp sát kịp thời. Rất quyết tâm. Quang Hải không hề có lỗi, cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Cú mở bóng mạnh của Quang Hải. Nhưng đó là một pha cắt bóng đầy kinh nghiệm của Yoshida. Chắc chắn đây đang là những phút giây rất khó khăn đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm. Chúng ta sẽ chờ đợi tình huống mà Đặng Văn Lâm cản phá. Đó là một tình huống mang đến rất nhiều những sự tự tin dành cho anh. Và vừa rồi là một pha xử lý cũng rất hay của Duy Mạnh.
đọc được ý đồ của đối phương. Còn bây giờ sẽ là khoảnh khắc chúng ta chờ đợi, nó chẳng khác gì một bàn thắng. Xuất sắc, một pha đổ người, pha bóng xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Bóng hướng bóng phá ra, không có một cầu thủ nào của đội tuyển Nhật Bản. Một tình huống pha bóng an toàn tuyệt đối mà Đặng Văn Lâm thực hiện. Của chúng ta, đặc biệt là Hùng Dũng đã có mặt kịp thời để phá bóng giải nguy. Thực sự là phải rất nhanh và đọc tình huống tốt mới có thể giải nguy được tình huống vừa rồi, vì đội bạn thực sự cho thấy đẳng cấp của một đội đang giữ kỷ lục về số lần vô địch châu Á. Bàn bật nhanh và có nhiều hướng phát triển. Đội của chúng ta, Quang Hải. Tập trung vào. Thông điệp từ ban huấn luyện. Và tất nhiên rồi, trước một đối thủ mạnh như đội tuyển Nhật Bản thì chỉ một giây mất tập trung thôi, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Đây là một đội tuyển Nhật Bản đang thi đấu với đẳng cấp của World Cup. Trọng Hoàng. Đường chuyền của Endo. Có lẽ đã xác định lỗi của Tomiyasu. Hơn 30 phút của trận đấu đã trôi qua và tỷ số đang là 0-0. Bóng đang thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Trọng Hoàng. Quang Hải, đường chuyền nhanh, một pha bóng dành cho Công Phượng. Và điểm đến Công Phượng đang là một điểm đến mang nhiều những hy vọng dành cho các cổ động viên Việt Nam. Đây là một giải đấu mà mỗi một trận đấu huấn luyện viên Park Hang-seo đều trao cho Công Phượng những trách nhiệm riêng. Có khi là vai trò của một trung phong cắm mà mọi thứ cần phải nhanh và gọn, nhưng cũng có khi là những tình huống xử lý lắt léo. Và bắt hậu. Lỗi của Phạm Văn Đức. Một sức ép kinh khủng đang được các cầu thủ Nhật Bản tạo ra. Pha bóng ở trung lộ xuất hiện một cách dày đặc. Và đó là điều mà ban huấn luyện đã nhìn thấy và yêu cầu các học trò của mình tập trung. Quang Hải đang nằm sân. Sẽ là một pha đưa bóng ra biên của Duy Mạnh để các bác sĩ có thể chăm sóc cho Quang Hải. Trước đó thì Quang Hải đã đọc tình huống rất nhanh. Chúng ta theo dõi lại pha bóng đó. Hải nhanh hơn, dướn lên trước mặt Haraguchi. Và có vẻ như sau đó Haraguchi đã có một tiểu xảo đối với số 19 của đội tuyển Việt Nam. Một tình huống fair play của các cầu thủ hai đội.
hậu. Cơ hội cho Công Phước. Yoshida vẫn đang là chốt trận cuối cùng nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản. Bộ đôi trung vệ của đội bóng xanh có chiều cao rất lý tưởng. Yoshida cao 1m89, và Tomiyasu thì cao 1m88. Huy Hùng là người chạm bóng. Đây là Hùng Dũng. Công Phước. Phan Văn Đức. Đoàn Văn Hậu đang di chuyển. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền. Trọng Hoàng đang áp sát. Hùng Dũng. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta. Quang Hải. Hùng Dũng. Trọng biên rất hay. Trọng Hoàng. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Không vào. Một tình huống phối hợp tấn công tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam vừa được tạo ra. Rất bình tĩnh trong một pha bóng mà có rất nhiều các thủ áo xanh ở phía trước khung thành của thủ môn Suchi Goda. Cú đá nhanh là của Phan Văn Đức và suýt chút nữa thì sự khác biệt đã được tạo ra trong một pha tấn công đầy biến ảo, khiến cho các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản phải bối rối ở pha bóng vừa rồi. Đó là một loạt những tình huống phối hợp cực kỳ bình tĩnh trước sự áp sát rất nhanh của đội bạn. Một pha chồng biên hay, một cú căng ngang vào vừa đủ. Và Phan Văn Đức đã rất nỗ lực dướn người để tung ra cú dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Một trận đấu hoàn toàn song phẳng giữa hai đội bóng ở những phút vừa qua của trận đấu. Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm và Trọng Hoàng đã tìm được một sợi dây liên lạc cùng nhau ở trong tình huống vừa rồi. Chúng ta đang phải so tài với một đội bóng hàng đầu trong khu vực châu Á. Nhưng cao thủ thì đang thi đấu đầy tự tin. Bóng chạm đầu của Hiroki Sakai. Cao thủ chúng ta gần như tất cả đều thấm đẫm mồ hôi. Một trận đấu mà mỗi cầu thủ đều là những chiến binh thực sự. Phan Văn Đức gây áp lực. Và phía sau đang là một cầu thủ chúng ta, Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Công vào. Đó là cú đá của Quang Hải. Áp lực mà chúng ta tạo ra đã làm cho hàng phòng ngự của đội bạn trao đảo. Phan Văn Đức. Một tình huống gợi nhắc đến pha bóng mà Quang Hải đã ghi bàn tại ASEAN. Đó là việc các cầu thủ ở trên hàng tấn công áp sát rất nhanh và khiến đối thủ bối rối. Đó là khi mà Văn Toàn đã gây ra áp lực và Quang Hải rất nhanh để dứt điểm. Lần này thì Quang Hải vẫn nhanh nhưng hậu vệ của đội bạn cũng nhanh không kém. Cơ hội đến rất gần với đội tuyển Việt Nam. Đúng chắc chắn là không hề dễ dàng để có thể ghi bàn với lưới đội tuyển Nhật Bản. Nhưng những pha bóng vừa qua mà các thủ chúng ta tạo ra thật sự đã gieo mầm hy vọng. Và thật sự là phải ngả mũ thán phục. Thêm một tình huống nữa mà chúng ta phải dành một sự tôn trọng lớn và cả một sự biết ơn cho tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, sẵn sàng đối mặt với những đau đớn của những chiến binh sao vàng. Tôi tin là các cầu thủ đều biết rằng những pha xử lý cố tình ngăn cản như thế này có thể khiến cho họ bị đau, bị choáng váng. Bùi Tiến Dũng trước đó, Quang Hải trước đó và bây giờ là Hùng Dũng, nhưng tất cả đều sẵn sàng để ngăn cản đối phương. Một trận đấu thật tuyệt vời từ hàng phòng ngự cho đến hàng tấn công suốt 40 phút vừa qua. Một trận đấu rất cân tài cân sức và đôi khi thì cơ hội ghi bàn của đội tuyển Việt Nam rõ ràng hơn hẳn so với đối phương. Tình huống băng ra của thành Gonda để ngăn cản cú đá Quang Hải là một pha bóng mà thủ môn của đội bạn thực sự đã rất nhanh. Nhưng rõ ràng việc chúng ta pressing tạo áp lực ngay với các thủ môn và hậu vệ của đội bạn là một lối đá phù hợp.
bay người đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Và sau đó là Phan Văn Đức gây áp lực. Hai trung vệ của đội tuyển Nhật Bản rất cao, nhưng không phải là không có những điểm yếu. Đó là sự nặng nề trong di chuyển và khả năng xoay sở chậm chạp. Một pha đi bóng sức mạnh của Hiroki Sakai. Và pha ngăn cản vừa rồi của Đoàn Văn Hậu là hoàn toàn có thể hiểu được. Dành cho đội tuyển Nhật Bản. Shibasaki là người đứng trước bóng. Trung vệ có chiều cao gần 1m90 của đội bạn đều đã lên tham gia. Chính xác là Văn Lâm. Khả năng phán đoán và việc làm chủ vòng cấm địa của Đặng Văn Lâm là rất quan trọng khi mà đối phương có nhiều những pha bóng bổng từ các tình huống cố định. Tomiyasu, đường truyền của Yoshida. Vẫn là cao thủ áo xanh. Đoàn Văn Hậu đối mặt với Lưu Sư Đoàn. Liên tục là những tình huống mà các cầu thủ đá bên phía cánh phải của đội tuyển Nhật Bản tấn công vào cánh mà Đoàn Văn Hậu đang chắn giữ. Nhưng chàng trai trẻ của chúng ta vẫn đứng vững, vẫn tỉnh táo và có được những quyết định bằng cái đầu lạnh của mình. Thêm một tình huống cố định nữa dành cho Nhật Bản. Bóng lại chạm một cầu thủ áo đỏ, đó là Đoàn Văn Hậu. Không có gì khó khăn. Nỗ lực xử lý của Haraguchi. Đội tuyển Nhật Bản vừa mới có một quãng thời gian khá dài trong hiệp 1 của trận này gây ra sức ép liên tục. Và khi mà Nhật Bản gây sức ép thì chúng ta lại càng cảm thấy tự hào hơn với những gì mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện. Rất tự hào vì các cầu thủ chúng ta đã chơi quả cảm trong 43 phút đã qua. Đỗ Hùng Dũng. Pha chạm bóng cực kỳ cần thiết của Đỗ Hùng Dũng. Một hình ảnh không xuất hiện nhiều tại Asian Cup lần này khi mà Nhật Bản vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng. Đây có lẽ là trận đấu mà huấn luyện viên Moriyasu đang dồn toàn lực trước đối thủ của mình. Trước đó thì ông liên tục thay đổi đội hình, nhưng hôm nay thì ông gần như là sử dụng đội hình mạnh nhất, đội hình đã giành chiến thắng trước Ả Rập Xê Út. Đó lại là một pha truyền về nữa. Đội tuyển Việt Nam đang phải ưu tiên cho phòng ngự, và rõ ràng là cả Trọng Hoàng lẫn Đoàn Văn Hậu không thể có nhiều tình huống dâng cao. Hai cầu thủ chúng ta đang bịt ở hai biên tương đối thành công. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Yoshida cắt bóng. Cơ hội Huy Hùng. Khá nhanh Huy Sư Đoàn. Một tình huống mà chúng ta hãy nhìn khuôn mặt của người dứt điểm, tiền đạo Minamino. Khuôn mặt anh ngỡ ngàng và không tin vào tình huống cản phá xuất chúng này của Đặng Văn Lâm. Một tình huống cản phá như của một người nhện thực sự.
Minamino không tin nổi vào mắt mình vì anh nghĩ rằng quả đá đó là quá hiểm hóc rồi. Một lần nữa lại phải nói rằng đó là một pha cứu thua chẳng khác gì một bàn thắng của Đặng Văn Lâm trong một trận đấu mà đội bạn dồn ép chúng ta. 2 phút đã bù giờ trong hiệp đấu đầu tiên. Vẫn là cao thủ áo xanh. Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đang chơi cực tốt. Mặc dù Đặng Văn Lâm đã xuất sắc trong tình huống cứu thua mới đây, nhưng nó cũng cho thấy rằng chúng ta phải rất hạn chế những đường truyền ngang. Một đường truyền ngang bị mất bóng của Hùng đã tạo ra cơ hội cho đội bạn. Lần này lại là pha chạm bóng của Bùi Tiến Dũng, một trong những người cũng chơi rất hay tại giải đấu lần này. Và khoảng lấp được khoảng trống mà Đình Trọng để lại. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Không hề có phạm lỗi từ phía cầu thủ đối phương. Đối với Hùng Dũng. Thêm một pha lăn xả nữa. Yoshida. Luis Su Đoàn. Những giây cuối cùng của 2 phút bù giờ. Hồng Dũng vừa là cầu thủ đã đeo bám đối phương. Đặng Văn Lâm. Lần này là một pha không chế bóng không như ý của Minamino và tôi tin rằng những tình huống cứu thua xuất thần trước đó của Đặng Văn Lâm cũng phần nào khiến cho tiền đạo tài năng của đội tuyển Nhật Bản không có được pha xử lý tốt nhất. Và sự bình tĩnh của Đặng Văn Lâm, những pha cứu thua ngoạn mục của anh trong hiệp đấu đầu tiên là những điểm nhấn đáng chú ý của một hiệp đấu mà công nghệ VAR đã được mang ra áp dụng và áp dụng một cách tuyệt vời tại kỳ Asian Cup lần này. Tỷ số của hiệp đấu đầu tiên là không đều trong một hiệp đấu mang đến rất nhiều những sự xúc động, sự nghẹn ngào và sự tự hào cho các cổ động viên Việt Nam khi có một hiệp đấu quả cảm và rất hay trước đội tuyển Nhật Bản, một đội bóng hàng đầu của khu vực châu Á. Và hy vọng rằng đó sẽ là nền tảng tiếp nối điều đó và còn làm được nhiều hơn trong hiệp đấu thứ hai này. Yoshida cũng là một trong số những cầu thủ được biết đến nhiều nhất ở trong hiệp đấu đầu tiên với một tình huống mà anh đã làm tung lưới khung thành của Đặng Văn Lâm, nhưng đó là khi mà Yoshida đã để bóng chạm tay. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu này thì đội tuyển của chúng ta bảo vệ khung thành ở phía bên tay trái màn hình của quý vị. Đó là đường truyền của Quế Ngọc Hải dành cho Đoàn Văn Hậu. Và như thường lệ, giống như những gì mà chúng ta quen thuộc, thì đội tuyển Nhật Bản đã tiếp tục áp sát, đang thi đấu với một đội hình dâng cao. Và có vẻ như ở trong những phút đầu hiệp 2 này thì họ sẽ tiếp tục duy trì điều đó. Tomiyasu. Nagatomo. Những tình huống mà các cầu thủ Nhật Bản chuyền bóng về thì hàng tấn công của chúng ta rất chịu khó áp sát. Và nó cũng đã mang đến một hiệu quả không nhỏ trong một cơ hội thuận lợi dành cho Quang Hải. Nhưng hiệp đấu đầu tiên là hiệp đấu của hai thủ môn. Khi cả hai đều đã có những phản xạ xuất sắc, đặc biệt là Đặng Văn Lâm. Dâng lên với đội hình cao để pressing tầm cao thì các cầu thủ chúng ta cũng lui về rất nhanh để tạo ra nhiều lớp phòng ngự, và nhiều lớp đó khiến cho pha phối hợp vừa rồi của đội bạn không thành công. Đây có lẽ là trận đấu mà ông Moriyasu dành sự tôn trọng lớn nhất cho đối thủ của mình khi sử dụng đội hình mạnh nhất mà không có nhiều sự thay đổi như những trận đấu trước đây. Pha chạm bóng của Quế Ngọc Hải.
là trong hiệp đấu thứ hai thì Nagatomo sẽ được yêu cầu dâng cao nhiều hơn để tạo ra một hướng tấn công mới dành cho đội tuyển Nhật Bản, vốn không phát huy được hiệu quả ở hiệp đầu tiên. Nỗ lực của Dư Mạnh và sau đó là pha phá bóng của Huy Hùng. Tomiyasu, các trung vệ của đội tuyển Nhật Bản cũng sẵn sàng dâng lên rất cao. Nagatomo, đường truyền của Yoshida. Đã có rất nhiều những đường bóng điểm rơi như vậy được các cầu thủ Nhật Bản thực hiện. Và không ít lần như vậy thì Lucy Đoàn là người đã bó vào trong để nhận những quả bóng từ phía dưới. Đó là một phương án tấn công mà Nhật Bản thực hiện nhiều bên phía cánh phải. Mười một cầu thủ đá chính ngày hôm nay của Nhật Bản thì có tới 9 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, và không ít đang chơi cho những đội bóng tên tuổi như Hannover, Marseille hay Southampton. Chỉ có 2 cầu thủ đang chơi bóng trong nước mà thôi. Bùi Tiến Dũng đọc tình huống rất tốt và chắc chắn trong những pha xử lý. Shibasaki, Đoàn Văn Hậu, bây giờ chúng ta đang phải căng mình để phòng ngự. Tomo, Araguchi, rất nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng áp sát tuyệt vời. Sự áp sát kịp thời đã khiến cho Araguchi không thể dứt điểm và cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải rất bình tĩnh, đó là Quang Hải. Hùng Dũng, đội tuyển Nhật Bản tấn công liên tục. Sakai, trong hiệp một thì đội bóng của chúng ta đã đứng vững. Trong những thời khắc mà đội tuyển Nhật Bản tạo ra sức ép lớn nhất, quá hay và cái bóng tuyệt vời của Quế Ngọc Hải. Nagatomo, Nagatomo đã có một vai trò quan trọng hơn khi mà đội tuyển Nhật Bản chơi tấn công đều ở hai biên ở trong hiệp đấu thứ hai này. Đây là Minamino. Vissu Đoàn một cơ hội của đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm, con trai của một nghệ sĩ múa ba lê và một diễn viên kịch đang trở thành một người nghệ sĩ thực sự trong thành của đội tuyển Việt Nam. Liên tục là những cơ hội nguy hiểm mà các thủ Nhật Bản tạo ra. Hãy cùng cổ vũ cho Đặng Văn Lâm và các đội của anh để có thể đứng vững trong những phút giây rất nhiều thử thách này. Quả là rất nhiều thử thách. Phương án tấn công của Nhật Bản là tương đối đa dạng và cú sút xa vừa rồi cho thấy điều đó. Araguchi là người có bóng. Cầu thủ của đội bạn đã ngã. Không penalty. Đó là Risto Đoàn. Đường truyền là của Endo.
Và đây là tình huống mà chúng ta theo dõi lại cú tung người cản phá của người nhẹ Đặng Văn Lâm. Góc máy này mới cho thấy nó không hề dễ một chút nào, vì Lâm vừa bị khuất tầm nhìn. Và cú đá của Haraguchi là rất hiểm hóc. Bóng đi cuộn. Vẫn lại là cánh trái với Nagatomo. Đây là lần thứ 114 của đội tuyển quốc gia của Yuto Nagatomo. Văn Toàn sẽ là cầu thủ vào sân. Và Văn Toàn có mặt sẽ gợi lại những ký ức đẹp ở ASEAN năm 2018, khi Văn Toàn ở trận đấu đó đã có một màn trình diễn xuất sắc với tốc độ của anh, đã xới tung hàng phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản và mang đến rất nhiều những cơ hội cho đồng đội. Nhưng tôi vẫn đang rất lo lắng khi mà trọng tài trao đổi qua tai nghe với phòng VAR. Thực sự là rất lo lắng. Ông Hassan vẫn chưa cho trận đấu bắt đầu và vẫn đang có những trao đổi. Những phút giây hồi hộp. Ông Hassan sẽ xem qua công nghệ VAR. Đó là pha va chạm giữa Bùi Tiến Dũng và Risto Đoàn. Lại là những giây phút chờ đợi dài như cả thế kỷ. Có vẻ như là một điều không lành. Hồi hộp quá. Trọng tài điều khiển trận đấu vừa xem màn hình vừa trao đổi với ông Christopher Biss, người điều khiển phòng VAR. Sẽ là một quyết định tập thể. Một quyết định của tập thể các trọng tài. Một quả penalty cho đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ thì chúng ta phải trông chờ vào Đặng Văn Lâm. Cả một chiếc thẻ vàng dành cho Bùi Tiến Dũng. Có một tình huống cản phá thành công ở loạt sút luân lưu với đội tuyển Jordani. Chúng ta chờ đợi một tiếng hét thật lớn của Đặng Văn Lâm và những màn nhảy múa khiến đối thủ mất tập trung ở trong tình huống này. Risto Đoàn là người thực hiện quả đá. Đặng Văn Lâm đang có một màn trình diễn xuất sắc ngày hôm nay. Và điều đó khiến cho các cổ động viên của đội bạn cũng rất hồi hộp. Rất tiếc Đặng Văn Lâm đã đoán được đúng ý đồ sút bóng của số 21 đội tuyển Nhật Bản rồi. Vẫn là một phán đoán chính xác của Đặng Văn Lâm. Vẫn là những sự động viên lẫn nhau của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Không phải lần đầu tiên ở rất nhiều giải đấu mà chúng ta để cho đối thủ vượt lên. Lần này còn khó khăn hơn khi đối thủ là đội tuyển Nhật Bản. Nhưng chúng ta sẽ vẫn hy vọng ở các cầu thủ Việt Nam ở trong những phút sắp tới của trận đấu. Suýt nữa đã có một tình huống cản phá penalty ấn tượng khác của Đặng Văn Lâm khi anh đã chủ động bay người ở đúng hướng. Một chút nữa thôi. Đúng là một chút nữa thôi thì cánh tay của Đặng Văn Lâm đã chạm được vào bóng rồi. Trọng Hoa là người ngăn cản.
Văn Toàn đã vào sân để thay cho Huy Hùng. Cú đánh đầu của Duy Mạnh. Đội tuyển Việt Nam đang phải đối đầu với một người khổng lồ thực sự của bóng đá châu lục. Tiếp tục là Trọng Hoàng với pha tỉ người hợp lệ. Hai lần liên tiếp. Những pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Nhật Bản. Ở tích tắc cuối cùng này thì Trọng Hoàng đã có một sự can thiệp hợp lý để khiến cho đối thủ không thể có một vị trí trụ tốt và tung ra cú dứt điểm. Hùng Dũng. Khi Văn Toàn xuất hiện, Huy Hùng rời sân thì Quang Hải sẽ trở lại vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Hùng Dũng. Văn Toàn. Có lẽ ông mang sơ vẫn của đội tuyển Nhật Bản. Hậu đã phải nhận thẻ vàng. Và nếu như đội bóng của chúng ta làm nên điều kỳ diệu để góp mặt ở bán kết thì Đoàn Văn Hậu sẽ không thể tham gia vào trận đấu đó. Chuẩn bị có thêm một sự thay đổi người nữa khi huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có thêm tốc độ. Và người có thể mang đến tốc độ là Nguyễn Phong Hồng Duy. Thực tế thì lúc này những quyết định có phần mạo hiểm của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là điều dễ hiểu. Đội tuyển Nhật Bản đang thi đấu với khả năng tốt nhất của mình, đó là việc thực hiện những đường chuyền để đưa bóng đến gần hơn đối với khung thành của Đặng Văn Lâm. Tốc độ xử lý và độ chính xác trong những pha phân như vậy của cầu thủ Nhật Bản là rất tuyệt vời. Nagatomo. Một thế trận chủ động của đội tuyển Nhật Bản. Sư Đoàn rất nhanh, phải dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ Nhật Bản và các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam nữa. Đội tuyển Nhật Bản đặt bóng đẹp mắt và phải là những sự hỗ trợ cho nhau và bóng lót cho nhau một cách cực kỳ tập trung thì mới có thể ngăn chặn những pha bóng như vậy. Đó là một tình huống đầy chủ động của Trọng Hoàng. Sự chủ động còn phải lớn hơn vì lúc này đội bóng của chúng ta không còn duy trì được những cầu thủ thiên về phòng ngự nhiều nữa. Huy Hùng đã nhường vị trí cho Văn Toàn. Đẩy lên luôn! Đẩy lên luôn! Đẩy sang luôn! Sang sang! Sự thay đổi người của đội tuyển Việt Nam.
Trọng Hoàng là người nhường vị trí cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Toàn và Hồng Duy đã lần lượt là những cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng. Duy Mạnh, Phan Văn Đức áp sát quá quyết liệt. Hồng Duy góp mặt thay cho Trọng Hoàng, nhưng Hồng Duy sẽ vẫn đá ở bên phía cánh trái. Khi đó thì Văn Hậu sẽ ít dâng cao hơn và đá như một trong bốn cầu thủ phòng ngự của chúng ta. Đường chuyền dài, với một cách đá như thế này của đội tuyển Nhật Bản thì cũng không dễ cho các cầu thủ chúng ta có thể triển khai một lối chơi tấn công, và khó có thể kỳ vọng về một tốc độ cao như ở trận đấu gặp Jordani. Một lối chơi mà các cầu thủ Nhật Bản chuyền bóng qua lại cho nhau rất nhiều, giữ được thế chủ động, đồng thời có thể phá được sự hưng phấn và quyết tâm của đối phương. Vì lý do đó mà huấn luyện Park Hang-seo đang chấp nhận mạo hiểm. Có gì khó khăn khi mà Đặng Văn Lâm vẫn có được sự tập trung cần thiết. Ngoài trừ tình huống bị đánh bại ở chấm 11m thì đến lúc này số 23 thủ môn của chúng ta đang có một trận đấu xuất sắc. Phút thứ 66. Suchi Gonda. Một tình huống bóng nguy hiểm của các thủ áo xanh. Bóng đi ra ngoài. Và lại thêm một lần nữa thì cánh trái đang trở thành một hướng tấn công cực kỳ lợi hại của đội tuyển Nhật Bản. Trọng Hoàng đã rời sân và cánh trái với Nagatomo và những cầu thủ tấn công biên khác sẽ khai thác nhiều trong những phút sắp tới. Huấn luyện Park Hang-seo biết điều đó, nhưng trong hoàn cảnh mà đội bóng chúng ta đã để thua một bàn, ông chấp nhận những mạo hiểm. Và khi Trọng Hoàng đã rời sân thì có thể Phan Văn Đức sẽ đá lệch nhiều sang bên phía cánh phải để khi cần có thể tham gia hỗ trợ cho Duy Mạnh. Hồng Duy, Quang Hải, chúng ta đang đối mặt với một đội bóng ở đẳng cấp World Cup. Kể từ năm 1998 đến nay, với kỳ World Cup được tổ chức tại Pháp, lần đầu tiên đội tuyển Nhật Bản dự kỳ World Cup và cho đến nay thì họ chưa vắng mặt ở một kỳ World Cup nào. Chris Sư Đoàn thực sự là một cái tên mang đến nhiều sự bùng nổ cho cách chơi của những Samurai xanh. Một điều rất lo lắng là với một lối chơi này thì các cầu thủ chúng ta sẽ mất rất nhiều sức. Một tình huống cản phá xuất sắc tiếp theo của Đặng Văn Lâm. Haraguchi đã từng đánh bại Thibaut Courtois. Những pha cản phá như vậy của Đặng Văn Lâm chính là thứ níu kéo hy vọng dành cho đội tuyển Việt Nam. Cách biệt là một bàn.
Công Phượng rất hay. Phan Văn Đức cú sút, quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Không phải là không có cơ sở để hy vọng ở những cú sút ra như vậy. Ở trận đấu gặp Jordani thì các cầu thủ chúng ta sút bóng rất tốt, thậm chí là ở những khoảng cách xa hơn. Và quyết định vừa rồi của Phan Văn Đức là hoàn toàn có thể hiểu được khi mà khoảng trống hiếm hoi đã xuất hiện ở phía trước mặt anh. Quang Hải đã từng nói rồi, dù chỉ là một tia hy vọng thôi thì chúng ta vẫn chờ. Bóng chạm vào vai của Bùi Tiến Dũng. Xử lý tốt của Bùi Tiến Dũng. Trung vệ báo số 4 càng chơi càng để lại dấu ấn. Hậu vệ chúng ta sẽ còn phải chơi với sự nỗ lực lớn hơn gấp bội so với trước đó, khi lúc này một tiền vệ phòng ngự đã rời sân và hậu vệ cánh cũng đã được đưa ra nghỉ. Dài của Hùng Dũng, đó pha phát bóng cho Văn Toàn. Đây mới thực sự là trận đấu tốn sức của đội tuyển Việt Nam. Cao thủ vừa phải nỗ lực ở bên phần sân nhà theo được những pha chuyền bóng uyển chuyển của đội tuyển Nhật Bản, thật sự là không hề đơn giản. Các cầu thủ chúng ta chắc chắn sẽ trưởng thành lên rất nhiều sau trận đấu này. Bước ra một sân chơi lớn đối đầu với một đội bóng đã đạt tới đẳng cấp World Cup. Trải nghiệm vô cùng quý báu cho hành trình phía trước của Phan Văn Hậu, Công Phượng, Quang Hải và những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Những người vẫn còn rất trẻ, với độ tuổi trung bình chỉ là hơn 23 tuổi mà thôi. Osako, người từng ghi bàn ở World Cup vào lưới Colombia, sẽ góp mặt. Và đến lúc này thì Osako là cầu thủ đã ghi được 2 bàn cho đội tuyển Nhật Bản. Cầu thủ được lựa chọn để đá chính thay cho Osako là Tikagawa sẽ vẫn tiếp tục thi đấu ở trên sân để phối hợp cùng với Osako và Takumi Minamino. Trong khi đó thì Tomiyasu đã được cho ra nghỉ. Đó lại là một động thái tăng người cho hàng công của huấn luyện viên Hajime. Văn Toàn, cố gắng. Và Văn Hậu. Duy Mạnh phối hợp hay. Ả Rập Xê Út đã không thể làm gì nổi trước hàng phòng ngự của đội tuyển Nhật Bản khi mà đội bóng này có được số đông người ở bên phần sân nhà. Quang Hải, đó là một đường chuyền nhanh.
cú mở bóng cho Công Phượng. Đó là một tình huống chuyển hướng hợp lý dành cho Công Phượng. Rồi Hùng Dũng, bóng đá vào bóng Duy, không vào. Thật đáng tiếc với pha bóng vừa rồi. Những quả sút xa bắt đầu được sử dụng nhiều hơn. Và Hồng Duy vào sân đã lĩnh một trọng trách như vậy. Đúng là có lý do để chúng ta phải nuối tiếc với những cú sút của Công Phượng, với pha dứt điểm vừa rồi của Hồng Duy. Và cũng có rất nhiều lý do để chúng ta tự hào với màn trình diễn đến này của đội tuyển Việt Nam. Hồng Dũng. Văn Toàn. Đó là Văn Toàn, Công Phượng. Công Phượng. Bóng lên chân của Văn Toàn. Đó là Công Phượng. Rất cố gắng trước sự đau bám của hậu vệ đối phương. Một trận đấu thực sự vất vả của Đặng Văn Lâm. Lỗi của tiền đạo đội bạn. Đó là lỗi của Osako. Osako đã băng lên với một khả năng càn lướt cực tốt, nhưng Đoàn Văn Hậu tiếp tục là người dùng cả thân mình. Và một cái đầu lạnh nữa cho một quyết định sáng suốt để ngăn chặn cầu thủ đối phương. Thêm một sự thay đổi cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam khi Phan Văn Đức sau những nỗ lực tuyệt vời ở trên sân cỏ đã được cho ra nghỉ và thay cho anh là Lương Xuân Trường. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm tất cả những gì có thể. Hồng Duy, Công Phượng, vẫn đang là Công Phượng, rất cố gắng, Công Phượng, quay. Thật tự hào với những màn trình diễn của các cầu thủ chúng ta. Một lối chơi quên mình. Và cho đến thời điểm này đá với một đối thủ như Nhật Bản mà chơi được như vậy thì thật sự là đáng khâm phục. Cầu thủ chúng ta tiếp tục áp sát. Một nỗ lực dâng cao đội hình và chơi áp sát từ ngay bên phần sân của đối phương. Khoảng 15 phút nữa. Trận đấu hay của Đoàn Văn Hậu. Sự xuất hiện của Xuân Trường sẽ giúp cho hàng công của chúng ta tốt hơn và cũng sẽ giải phóng được Quang Hải. Vì bây giờ Xuân Trường và Hùng Dũng sẽ là những người đá ở tuyến giữa. Không vào! Một ngày tuyệt vời của Đặng Văn Lâm và thực sự là chúng ta đang cảm thấy sự hạn chế về mặt ngôn từ để ca ngợi thủ môn áo số 23. Đây là một tình huống mà chúng ta dâng cao đội hình và tất cả đều hiểu rằng khi đó thì chỉ còn biết trông chờ vào Đặng Văn Lâm mà thôi. Và Đặng Văn Lâm không làm chúng ta thất vọng. Đặng Văn Lâm chỉ làm Minamino thất vọng nhiều lần ở trong trận đấu này mà thôi. Một màn trình diễn xứng đáng nhận được những sự khen ngợi từ phía các cổ động viên. Vẫn là cơ hội dành cho đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm xuất sắc. Có lẽ trọng tài thổi phạt tiền đạo của đội bạn. Ôi, ôi, ôi.
với Việt Vị. Nếu như không có Đặng Văn Lâm thì có thể ngày hôm nay Haraguchi, người từng đánh bại Thibaut Courtois, đã có thể có bàn thắng. Sự thay đổi đến từ Takashi Inui, người cũng đã từng đánh bại Thibaut Courtois. Và đó là một trong những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup trên đất Nga. Inui có 2 bàn, một bàn vào lưới của Senegal và một bàn vào lưới của đội tuyển Bỉ, và đó đều là những bàn thắng rất đẹp. Xuân Trường, hợp ý, Hồng Duy. Chính xác, Hồng Duy. Và bắt đầu. Vẫn là những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ áo đỏ. Một lối chơi có lửa trong khó khăn. Phản công. Và Toan. Rất hay. Dành cho đội tuyển Việt Nam. Tiếc là trọng tài lại thổi phạt. Phút thứ 80 của trận đấu trên sân An Maktoum. Đội tuyển Nhật Bản vẫn đang dẫn trước một bàn nhờ cú đá penalty thành công của Luis Sư Đoàn. Và đội tuyển Việt Nam vẫn đang nỗ lực bằng một ý chí thi đấu có thể nói là tuyệt vời. Hùng Dũng. Và đều bám chính xác của Bùi Tiến Dũng. Xuân Trường. Nguyễn Ngọc Hải. Hợp lý. Một cú đưa bóng ra biên để giải tỏa sức ép mà đối phương đang tạo ra từ phía Đặng Văn Lâm. Pha áp sát liên tục và mang đến hiệu quả. Nhịp độ thi đấu cực kỳ mất sức. Lên công về thủ liên tục từ phía cao thủ chúng ta. Và bây giờ thì đội tuyển Việt Nam đang có được một ưu thế ép sân. Rất cố gắng đoạt bóng hậu. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. Hợp lý, Hồng Duy. Để bóng cuối cùng lại hơi dài. Takashi Inui. Một trận đấu cực kỳ ấn tượng của Đoàn Văn Hậu khi liên tục là những cú xoay người đầy sức mạnh và đúng luật từ phía số 5 của đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường. Rất hay. Còn khoảng 8 phút nữa, thời gian thi đấu chính thức sẽ khép lại. Hồng Dũng, Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn vẫn đang nỗ lực áp sát cao thủ đá thấp nhất của đối phương. Lại là Takashi Inui. Văn Lâm bắt bóng, nhưng đó là một pha tranh chấp mà chúng ta phải khen ngợi Đoàn Văn Hậu, che chắn tuyệt vời. Đây là Văn Toàn trong một tình huống lên bóng mới của đội tuyển Việt Nam. Nhưng
nhưng đường chuyền là hơi sâu. Đường chuyền là hơi sâu dành cho Công Phượng. Phút 83. Nguyễn Ngọc Hải, Quang Hải. Rất hay Công Phượng. Các cổ động viên của chúng ta đang cố gắng truyền lửa cho các cầu thủ áo đỏ. Chiếc áo thấm đẫm mồ hôi khi mà trận đấu mới trôi qua được nửa hiệp 1 đã nói lên đây là một trận đấu mà chúng ta phải gồng sức thực sự. Và thực tế đến ngày đội tuyển Việt Nam mới chỉ bị đánh bại một lần từ chấm 11m đã là một thành quả hết sức tuyệt vời rồi. Nagatomo. Còn 5 phút nữa. Đoàn Văn Hậu. Rất chính xác. Hùng Dũng. Quang Hải. Quang Hải. Đường chuyền. Cơ hội là đánh chân. Cú đá của Hùng Dũng. Chúng ta tận dụng mọi khoảng không gian nhỏ nhất có thể để dứt điểm. Một tình huống mà Yoshida Maya cũng phải lăn xả để ngăn cản cú đá của Hùng Dũng. Rất hay. Duy Mạnh đã khôn ngoan để ngăn cản được Inui. Các cầu thủ vẫn cần cù chạy và chạy không biết mệt mỏi. Hồng Duy. Kìa Công Phượng. Rất khôn ngoan. Một nỗ lực tuyệt vời của Công Phượng và Văn Hậu. Bùi Tiến Dũng. Những nỗ lực tuyệt vời của cả một tập thể khi quyết định chơi tấn công trước đối thủ. Hợp lý. Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn. Văn Toàn. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi Văn Toàn đã có thể làm nên chuyện. Một đường bóng loại bỏ hoàn toàn tất cả các cầu thủ Nhật Bản. Mà người chuyền bóng là Đoàn Văn Hậu. Tả Sung Hữu Đột. Đúng là một chút nữa thôi. Nếu như cú gẩy bóng bằng chân trái của Văn Toàn mạnh hơn thì có thể loại bỏ được Takehiro rồi. Quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Phút 88 và sân trường đã có phạt. Những phút cuối cùng tại sân An Ma Tum. Quế Ngọc Hải đã dâng cao. Duy Mạnh. Không phải người vừa chuyền bóng là Hồng Duy. Quế Ngọc Hải. Bây giờ thì đội tuyển Nhật Bản cũng đã phải lùi đội hình về bên phần sân nhà.
2. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Lỗi của Takeshi Inui. Công Phương, Công Phương. Thêm một cơ hội nữa đã đến với đội tuyển Việt Nam. Khoảng trống là rất lớn phía trước khung thành của Công Phượng. Và cái cách mà Công Phượng xoay sở để loại bỏ Yoshida cũng là rất tuyệt vời rồi. Anh dồn toàn lực cho cú đá vừa rồi. Chúng ta hiểu được sức mạnh từ cú đá đó khi mà Công Phượng muốn dồn tất cả những gì là tốt nhất còn lại của mình cho một cú sút về phía khung thành của đối phương. Minamino rời sân và sẽ không bao giờ quên tình huống mà anh bị Đoạn Văn Lâm khước từ bàn thắng ngày hôm nay. Thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Rất nhiều cầu thủ chúng ta đã phải căng mình ở trận đấu ngày hôm nay. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ thì tất cả đang thi đấu với một tinh thần đáng ngưỡng mộ. Và cảm giác tiếc nuối là một cảm giác cho thấy là đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã có một trận đấu hay. Năm 2007 khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng thì đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại chúng ta tới 4-1. Nguyễn Ngọc Hải. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 ít nhất sẽ là 2 phút hoặc có thể là 3 phút. Và 4 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Quang Hải đã từng nói là một tia hy vọng thôi thì vẫn cứ phải hy vọng và chờ đợi. Và quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Có vẻ không? Lại trọng tài sẽ định lỗi việt vị. Toàn bộ các thành viên của ban huấn luyện đều đã đứng cả dậy và tiến ra sát sân để chỉ đạo. Những phút cuối cùng. Đó là một tình huống mà Nhật Bản được hưởng quả đá phạt. Gương mặt của Minh Vương có rất nhiều sự nuối tiếc với các cầu thủ của chúng ta ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một chút nữa thì Đặng Văn Lâm đã có thể cản phá được quả penalty. Một chút nữa thì Văn Toàn đã có thể làm nên chuyện. Và cả Công Phượng nữa. Không thể không kể tới những thách thức mà Quang Hải và Phan Văn Đức đã tạo ra trong hiệp 1. Đường truyền của Xuân Trường rất nhanh, đó là Quế Ngọc Hải. Đường phát bóng dài của Quế Ngọc Hải. Vẫn là các cầu thủ chúng ta hùng dũng. Cú chạm bóng vào trong. Một trận đấu tuyệt vời của Đoàn Văn Hậu với sự biến ảo trong cách di chuyển và tham gia vào những điểm nóng. Hanser đang mang đến cho chúng ta, gieo cho chúng ta những niềm tin, những hy vọng ngay cả khi phải đối mặt với đội bóng có thành tích số 1 ở châu lục tại sân chơi Asian Cup với kỷ lục 4 lần vô địch.
và là đại diện duy nhất góp mặt ở vòng knock-out của World Cup 2018. Thời gian vẫn còn, nghĩa là cơ hội vẫn còn dành cho đội tuyển Việt Nam. Được chuyền của Xuân Trường. Chính xác. Toàn. Thật tiếc. Thật tiếc cho động tác khống chế vừa rồi của Văn Toàn. Một pha bóng mà Lương Xuân Trường đã nhìn thấy đường di chuyển của Văn Toàn, một người đồng đội từ nhỏ của anh. Thứ chỉ thiếu một chút sức riêng nữa thôi đối với Văn Toàn. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy một pha chuyền bóng đầy cảm giác như vậy của Xuân Trường. Của trận đấu này là 1-0. Một trận đấu mà cả hai bên đều xứng đáng nhận được những tràng pháo tay. Đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện đẳng cấp của một đội bóng nhiều lần dự World Cup. Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu nể đời. Yoshida, Duy Mạnh, tất cả đã cống hiến tất cả những gì là tốt nhất của mình cho một cuộc so tài có thể nói là cả hai bên đều có lý do để ngẩng cao đầu rời sân. Chúc mừng Nhật Bản khi họ góp mặt ở bán kết, nhưng cũng phải cảm ơn ông Park Hang-seo, cảm ơn những học trò của ông đã có một màn trình diễn quả cảm ở trận đấu này tại giải đấu này. Ông Park Hang-seo đã từng nói sau trận thua trước Uzbekistan chung kết U23 châu Á rằng tại sao phải cúi đầu, và hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu để chia tay giải đấu. Một trận thua nhưng sẽ gợi lại cho chúng ta rất nhiều những hy vọng, và đây rất có thể sẽ là nền tảng cho tương lai của bóng đá Việt Nam với các cầu thủ chúng ta đã chiến đấu quả cảm và sẽ học được rất nhiều điều từ trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu thứ 5 liên tiếp Nhật Bản thắng với cách biệt một bàn mà thôi. Họ cũng chỉ có thể vượt qua được Ả Rập Xê Út, đội bóng đã từng dự World Cup với cách biệt như vậy. Và hôm nay thì chúng ta thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Xin cảm ơn đội tuyển Việt Nam với cảm xúc tuyệt vời mà các bạn đã tạo ra, với ý chí đã thể hiện được tất cả. Xin cảm ơn. Và cũng xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị với chúng tôi trong trận đấu này.